Thụy Điển phát triển thiết bị điện tử cá nhân chạy bằng máu. Tin từ Thụy Điển, các nhà khoa học tại Thụy Điển hiện đang phát triển một công nghệ mới giúp sử dụng máu của người để tạo ra năng lượng. Theo các nhà nghiên cứu cho biết, năng lượng sinh ra từ phản ứng hóa học của máu sẽ được lưu trữ trong những viên pin sinh học, được dùng để cung cấp cho các thiết bị điện tử như kính áp tròng thông minh hoặc máy trợ tim. Theo các nhà nghiên cứu tại trường đại học Malmo cho biết, pin nhiên liệu sinh học là một loại pin rất dễ sản xuất. Để tạo ra loại pin này, người ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu chính là glucose và khí oxy, được gắn kết với hai điện cực trong dung môi là nước. Theo nhà nghiên cứu Sergey Slev cho biết, công nghệ pin sinh học nói trên có phương thức hoạt động giống với cách mà cơ thể người tạo ra năng lượng. Do glucose có thể tạo ra năng lượng, do đó các nhà nghiên cứu tin rằng glucose trong cơ thể người cũng có thể sử dụng như một viên pin. Hiện nay, hai nhà nghiên cứu Sergey Slev và Magnus Falk đã có thể sạc điện cho các thiết bị cỡ nhỏ bằng máu, mồ hôi, nước bọt và nước mắt của con người. Những sáng kiến đầu tiên về pin năng lượng sinh học đã được đề xuất từ thập 70. Tuy nhiên, nó bị hủy bỏ vì năng lượng sinh ra là quá nhỏ để có thể sử dụng được. Theo ông Slev cho biết, tiềm năng sử dụng mà công nghệ pin sinh học có thể mang lại là vô cùng lớn. Nếu được nghiên cứu thành công trong tương lai, những viên pin này sẽ có thể sạc điện cho máy trợ tim, giúp duy trì hoạt động cho các thiết bị cảm biến y sinh, đặc biệt là các loại kính áp tròng thông minh. Theo thông tin được biết, kính áp tròng thông minh là một dạng thiết bị giúp kiểm tra nồng độ glucose trong nước mắt và được dùng để kiểm soát tình trạng của các bệnh nhân tiểu đường. Bằng việc sử dụng pin sinh học như một nguồn năng lượng và cũng là cảm biến, các thông tin về nồng độ glucose trong máu sẽ được kiểm soát bằng điện thoại thông minh, giúp điều chỉnh thời gian tiêm insulin bổ sung cho các bệnh nhân. Theo Slev cho biết, thách thức kế tiếp mà ông cần vượt qua sẽ là việc chế tạo pin sinh học sao cho ổn định và hiệu quả để có thể áp dụng cho các thiết bị điện tử cá nhân của tương lai. Hiện nay, công nghệ pin năng lượng sinh học đang có những bước tiến thần tốc. Tuy nhiên, việc thương mại hóa sản phẩm này là một cách thức thiếu nguồn vốn đầu tư.